Kính thưa toàn thể quý vị và lực lượng chương trình đang được mời quý vị cùng đến với sáng tác của giọt văn bản nghĩa bài tác cổ được mang tên Trầu Cau Đường Nằm qua tiếng hát của Lê Tấn. Qua xin mời Kim Chi lên hỗ trợ. Thank you.